Môi trường do người dân, doanh nghiệp đổi trộm rác thải, nhưng nay đã trở thành điểm đến thu hút người dân tham quan và đường hoa dã quỳ này đã góp phần làm đẹp thêm cảnh quan đô thị. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ haizuongtv.vn hoặc trên trang YouTube, Facebook Truyền hình Hải Dương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.